Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị, anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã chờ đợi để lên video và sản phẩm mới ngày hôm nay. Sản phẩm mới ngày hôm nay đưa lên kênh đó là một chiếc Sony CFS1110S hay còn gọi là ba cây gậy. Thế thì nói sản phẩm ba cây gậy thì vào những năm 90 của thế kỷ trước thì đây là một trong những sản phẩm mà rất nhiều người Việt Nam biết đến. Năm đó thì em mới học lớp 7. Ở cửa hàng chỗ gần chỗ em có một cửa hàng tạp hóa, nó gọi là cái dạng như kiểu là cái nơi bán các sản phẩm đồ phân phối ấy. Thì sản phẩm này khi nào buổi chiều về đi học về em cũng ngó nghiêng qua để xem các sản phẩm đài, bởi vì không giống như các bác, em đam mê sản phẩm đài đóm từ bé. Thế thì nói về ba cây gậy thì rất nhiều bác biết đến và rất nhiều người ở những năm đấy sở hữu được. Sản phẩm này thì em tuy đưa lên kênh nhưng mà em đã bán cho một bác khách hàng cao tuổi. Bác khách hàng này đã ủng hộ sản phẩm bên em khá nhiều sản phẩm, và đặc biệt là những sản phẩm VIP. Và đây là sản phẩm mà em nghĩ là ít tiền nhất mà bác đã mua. Thì sau khi mà video này em quay hình thức của chiếc đài để đưa lên kênh xong thì là trước khi giao cho bác ấy thì em sẽ quay toàn bộ chiếc đài về hình thức cũng như là test các tính năng của chiếc đài một lượt. Sau đó thì em sẽ trực tiếp chuyển đến tận nhà bác đấy. Bởi vì có hứa hẹn với bác đấy là sẽ đến nhà bác chơi một lần, bởi vì những lần khác thì có đưa đài cho bác nhưng lại đưa ở các nơi khác. Thế thì nhà bác thì cách Hà Nội khoảng tầm 60 km, đi ô tô thì em đi chắc là khoảng tầm trong vòng khoảng tầm hơn 1 tiếng sẽ đến nơi. Thế thì giới thiệu về chiếc đài Sony này thì em xin nói kích thước của chiếc đài cho các bác. Các bác nào quan tâm thì hãy xem căn cứ và kích thước này để biết. Bác nào lần đầu đăng ký xem kênh của em thì hãy ấn đăng ký để không bỏ lỡ nhiều video đăng tải. Chiều ngang của chiếc đài này có kích thước là 66 cm. Chiều cao của chiếc đài này là 18.5 cả quai. Nó rơi vào khoảng tầm 25 cm. Trọng lượng chiếc đài này thì có trọng lượng khoảng tầm 6 kg. Nói về ba cây gậy thì có thể cực kỳ là nổi tiếng. Bởi vì nổi tiếng ở thứ nhất là chất âm của nó. Thứ hai nữa là khoảng cách bố trí của chiếc đài ấy, nó rất là phù hợp để bay ở trong không gian. Hoặc là nhìn về bề ngoài của nó thì có thể nói rất là đẹp. Nhưng mà nó phải thực sự có giá trị, khi cái nước mạ này của nó còn phải còn đẹp thì nó mới còn giá trị. Chứ còn nếu như những sản phẩm mà những cái viền mạ này nếu đã bị bay đi rồi ấy thì giá của nó lại không rất rẻ. Cộng với thứ hai nữa là sản phẩm thì con Sony này ấy, nó có hai bản. Một bản là sản xuất cho thị trường Đông Nam Á thì nó chỉ dùng điện là 220V thôi. Thế còn nếu như mà cũng là bản ba cây gậy này nhưng mà nếu sản xuất cho thị trường châu Âu ấy thì nó dùng đa cầu điện. Đấy. Bây giờ em sẽ tiến camera lại quay hình thức chiếc đài một lần nữa để cho các bác tham khảo và sản phẩm. Thì sản phẩm bên em thì nói thật với các bác là em chỉ lựa chọn những sản phẩm nó phải đẹp, xuất sắc. Đấy. Chứ em không bán những sản phẩm xấu ở trên kênh. Các bác nhìn cái đường viền nước mạ của nó thì có thể nói là còn rất là đẹp. Chữ nghĩa của nó thì cực kỳ là còn là rõ nét. Em quay từ phải sang trái để các bác xem. Và em cũng phải nói thật với các bác là những sản phẩm này các bác có kiếm ở trên thị trường bây giờ cũng rất khó kiếm. Sản phẩm này có giá là 5 triệu đồng. Nhưng bác khách hàng này là bác khách hàng quen và thân thiết của bên em nên là em đã giảm giá và bán cho bác đấy là 4 triệu rưỡi. Em bao ship tận nơi bởi vì cũng là vừa là tiện đường. Sau đây em quay cho phía trên, xong thì em sẽ quay phía sau của chiếc đài. Và hôm nay thì em sẽ đến nhà bác đấy rồi, xong đó thì em sẽ quay cái những sản phẩm em đã bán cho các bác. Để về các bác có thể xong kết nối video này thành một video hoàn chỉnh. Đấy. Bây giờ em quay hình thức phía sau chiếc đài nhé. Này các bác xem phía sau chiếc đài. Chiếc đài thì cực kỳ là đẹp, lành lặn. Đấy. Và các bác có biết là những cái rắc của nó đây này.
một rắc zin nhá. Đấy. Bán rắc này ở trong cái đài mà ấy thì hoàn toàn là không có đâu. Vì thế là các bác khi mua đài các bác phải hết sức là chú ý những cái phần rắc của chiếc đài. Đấy thì em để camera đây nhá. Đây. Chiếc đài này thì đây các bác xem kỹ này. Đấy. Ngoài ra ấy, thì cái phần mà cầu điện của nó thì đây em quay lên cho các bác để các bác biết để phân biệt rõ này. 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 Con này thì phần điện của nó các bác nhìn thấy nó là có từ 110, 120, 220 và 240. Em đang gạt ở cầu 220 và 240. Đấy. Hình thức của nó thì em thêm đánh giá thì gọi là đẹp xuất sắc. Và bây giờ em sẽ hạ camera xuống. Em test tính năng của nó cho các bác cùng nghe. Thưởng thức chất âm của nó. Sau khi test chất âm của nó xong thì em sẽ chuyển đến tận tay bác khách hàng này. Và trong quá trình đi thì em sẽ thực hiện những cái video. Sau đó thì về em sẽ đăng tải cho các bác để các bác xem. Là dòng rắc số 8. Một yếu tố nữa mà các bác mua sản phẩm cũng hết sức lưu ý này là sản phẩm này thì nếu nói về sản phẩm bao cái gậy này thì có rất nhiều đơn vị bán, nhưng các đơn vị đấy thì thực ra đưa ra cái mức giá rất là lung tung, nhưng mà những sản phẩm mà còn zin nguyên bản đấy thì thường nó không có giá rẻ, cộng với là hình thức nó đẹp ấy, thì không có giá rẻ đâu ạ. Giá mức kia mức giá mà những cái dòng cơ sắt đang bán là khoảng tầm 1,8 triệu là sản phẩm nó tương đối. Còn những sản phẩm đẹp xuất sắc như này thì ở thị trường gần như là không có hàng để bán. Các bác thấy Google search trên YouTube hoặc là Google thì có rất nhiều đơn vị đang bán, nhưng mà hỏi thì đều không có hàng. Và các bác để ý một cái chi tiết nữa là khi mà những sản phẩm còn zin thì ấn cửa này, mở cái băng này thì sản phẩm cửa nó phải mở từ từ. Đấy các bác nhìn chưa? Chứ còn nếu như mà cái cửa này các bác này có nó ra mở này phịch một cái ấy, là sản phẩm nó không còn zin nữa. Đấy là về cái cửa băng của con 11 là như thế. Đấy. Thế thì em giới thiệu sơ qua này nhé. Cái nút này là chỉnh dò sóng đài này. Còn cái này là nó gạt lên để mình chọn tần số của AM, FM. Con này có 4 là tần số. Còn nút này thì là mình có cái nút gạt xuống dưới là để chơi băng. Gạt lên trên thì chỉ chơi radio. Đấy. Còn đây là volume to nhỏ. Cái này là 5 cần gạt equalizer. Đấy. Em giới thiệu sơ qua như thế. Thế còn em đã gạt sang cầu điện 220 rồi. Về chỉ việc là dùng thôi, không phải động chạm gì đến nữa. Và bây giờ em xin test tính năng băng cho các bác cùng nghe nhé. Và khách hàng mua hàng thì em thường tặng băng. Băng của bên em tặng là những băng có chất lượng cao, chứ không hề tặng những băng rẻ tiền nhé. Đấy, nên là các bác lưu ý. Băng thì bên em 100% là tặng các băng, hoặc là kỷ niệm cho khách hàng những sản phẩm băng nó có chất lượng cao. Băng này các bác không mua được trên thị trường, mà chỉ có mua ở Nhật mới có. Đây em tiến lại sát cho các bác xem. Đấy, và bây giờ em sẽ thử âm cho các bạn nghe nhá. Bật đây. Em đang để ở nấc số 2 mà tiếng nó rất to các bạn. Em xin chuyển sang test tính năng FM cho các bác cùng em.
Con này thì FM full 108. Bắt đầu rút điều này. Gửi những lời yêu thương đến tất cả khán giả của Phúc Tình Monaro. Hôm nay đó chị Tú Anh, mình đến với chủ đề là kiếp nghèo. Dĩ nhiên là cái chữ nghèo nghe nó từ những quan niệm cũ và tiếng quen. Cái xưa cũ thứ nhất ấy là chúng ta bị cái ám ảnh. Xin kết thúc phần test tính năng của chiếc đài tại đây. Và bây giờ em sẽ chuyển cái đài này đến tận tay bác khách hàng mà em đã nói. Trên đường đi em sẽ thực hiện cái video tiếp theo để giới thiệu đến các bác yêu mến đài về, để các bác có thể xem được sản phẩm mà những sản phẩm em đã bán cho bác đấy. Cộng với là bác khách hàng này sưu tầm rất nhiều đài và toàn những đài nó rất là VIP. Em xin tạm dừng ở đây và các bác chờ đợi đoạn video tiếp theo ở trên đường đi cũng như đến nhà khách hàng đấy nhá. Em xin các bác nán lại trên màn hình và em sẽ chuyển đến các bác những thức phim hay nhất để các bác thưởng thức. Và bây giờ em đang trên đường đi để sang chiếc đài này. Em đang quay bằng hình ảnh được gắn ở trên xe ô tô. Em sẽ quay một đoạn ngắn tầm vài phút. Vì các bác đam mê nên là em những người mà bán thì cũng rất nhiệt tình. Vì là bác khách hàng này cũng đã ủng hộ sản phẩm bên em khá nhiều rồi và toàn những sản phẩm mắc tiền. Đây là đang đi cầu cái đường cao tốc ở trên cầu trên không và em sẽ dừng quay hình lại, ghi hình lại và sẽ hẹn gặp lại các bác khi mà đến nơi nhá, hoặc là gần đến nơi em sẽ quay một đoạn. Những đoạn đường trên cao tốc bây giờ sẽ chuyển xuống đường nhánh để đi tiếp nối vào cái khu đường để về đến nhà bác mua đài này. Đấy, em quay một đoạn này xong thì gần đến nơi thì em sẽ quay thêm một đoạn nữa, xong rồi thì quay khung cảnh trong nhà của bác. Bởi vì cũng hẹn bác 2-3 lần rồi nhưng mà chưa lần nào mình ở lại đấy để chơi lâu cả. Toàn là vội vàng thì đến giao xong rồi đi về luôn. Có lần thì lại giao tận trên Lào Cai. Đấy. Thế nên để tập trung vào lái xe, vì thế nên là em sẽ dừng việc quay lại, bởi vì để cho công tác lái xe an toàn, bởi vì tuy rằng thiết bị được gắn ở trên xe nhưng mà vẫn phải đảm bảo an toàn khi lái xe. Tiếng gần 2 tiếng chạy xe thì em đã về đến nhà bác khách hàng mà em giao đài. Thì cái khung cảnh đầu tiên mà em thấy đó là những cái bức tranh bằng gốm, bằng đá rất là tuyệt vời. Đấy. Bác khách hàng này thì đã từng mua của em cũng khá nhiều đài rồi. Thì là toàn bộ phong cảnh. Đây là một chiếc căn nhà mà bác đã từng giới thiệu với em là 100% là một gỗ mít. Và đây em sẽ giới thiệu với các bác, đây là căn phòng mà bác ấy bày đài. Đây là một căn nhà thờ cổ. Và đây là Sony mà em đã bán cho bác đấy. Đấy. Tiếp đến là một chiếc đài Sharp 535 và sản phẩm của thế giới đài cung cấp. Ngoài ra thì bác cũng trưng bày rất nhiều những sản phẩm khác. Và để thực hiện video này thì em đã xin phép bác là xin quay không gian trưng bày cũng như là cái căn phòng bằng gỗ. Bác chủ này thì cũng rất là yêu mến đài. Còn lại bác để một đài ở một phòng khác nữa.
thần đang bên trên là để cây nến. Bác siêu tầm khá đủ bộ. Thế giới đài đã cung cấp ở đây là 4 sản phẩm. Một là con Sharp 535 này, hai là con Sony Bạc Kinh Gậy. Nói đây là rất đẹp. Còn lại là bác đang để một phòng khác nữa. Phòng thì cũng rất nhiều đài. Thì ở đấy có 2 chiếc của thế giới đài, một chiếc Sony và một chiếc Sharp 939. Đây, phòng trưng bày ở phía trên thì còn một cái khu trưng bày ở phía dưới. Thì ở đây thế giới đài đã cung cấp 2 sản phẩm, một là Sharp 939, hai là Sony F88. Bác khách hàng này thì bảo quản sản phẩm rất cẩn thận, nhưng mà cần dùng thêm một cái máy khách hàng này đưa chiêu đãi vịt. Và bây giờ đang trên đường quay trở về. Rất cảm ơn bác khách hàng này đã rất là ưu ái cho thế giới đài. Ngoài việc ra đài thành công, cộng với là bác đã đưa người của thế giới đài đi chiêu đãi một bữa thịt vịt cực kỳ là ngon. Rất là cảm ơn các khách hàng. Và hẹn gặp lại các bác và quý vị ở một video tiếp theo. Thế giới đài xin trân trọng cảm ơn.